thủng đầu ấy, đùa đâu. Sao thầy hay đội mũ thế? Để anh cao nha, để anh cao nha. Rồi, bạn kia làm rớt rồi. Mày cảnh đâu mày? Sướng à, có người đút cho ăn luôn nè. Thôi, con đừng có qua đây, con Quỳnh nó cắn nó chết. Này đông vui ha. Em đi đứng nhờ cầu một tí thôi chứ làm sao mà cứ phải bạn bao lên. Bạn bao. Bạn bao chứ, bội không? Chú Quỳnh chứ bội không? Bạn ra, bạn bao đi ra. Bạn bao đi ra. Không, hấp bội ra đây. Bạn bao chung chú Quỳnh chứ bội nè. Chào chú. Bạn này ăn giỏi nè. Đâu, không phải viên mà là con gì nhỉ? Hay đi bỏ này của em thế này, bỏ nó giờ đi chung vậy đó. Trợ cái quán mình sợ rồi, quần cái kinh ấy, nhưng mà nói chung mà cuối cùng người một chỗ ngược nơi chân con nào mấy dễ chơi luôn. Cái này là giống Nam Mỹ hết anh. Bạn nào trẻ nhất? Ngang ngang nhau. Đây bạn này ạ. Mấy tháng rồi? Này à, ôi giời, người ta đang nói đang hỏi với bạn vẹt chứ. Đâu kia kìa, đó nó non hơn. Này quá rồi, đó nó non hơn, đó tuổi nào cũng nào mà em ăn á. Đã tạo mà chị già đó. À, Messi mà gặp trái cây rồi Messi bụp bụp khí thế lắm. Con này là cũng bay chứ, chơi cổ lên. Bón cho con này. Bay lại. Hai con ngáo này. Bay lên sao? Ui. Ui. Bay à. Bay à. Bay. 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 Ôi. Chết. Bay. 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 Giỏi. Giỏi. Bay. Giỏi. Bay. Giỏi. Bay. Giỏi. Ăn đi, thấy quay phim cái ngưng à. Kìa ba đút cho ăn kìa, ăn đi. Dạ, bay mấy con ấy rồi con bé kìa. Ba nữa nè. Đâu ba? Chỉnh chân lại nè ba, làm nè, cầm chân dưới đó nó phải đi vậy. Nó không sợ bay. Anh ném kiểu đó sao nó bay? Ném chim bao năm rồi còn để trên đây hấp gì sao nó đi? Con này á, hết xăng rồi. Đó là. À,
lên vét ra cho vét rớt chơi à. Rồi làm rớt rồi. Rồi. Ôi vàng ơi vàng. Nó về lâu rồi. À lại quên cầu rồi. Quá này nó hay quên lắm. Nó mang đồ ra nhiều quá hồi nó quên à. Mang tùm lum đồ ra cái hồi nó quên à. Gửi bố ở đây cho nó nè. Anh ăn muốn rớt cái tội hay là anh dành ăn nè. Cưng không? Dành ăn rồi rớt luôn. Có thiếu gì không? Thiếu cái cầu tính gì ra. Gửi vô quán cho nó luôn. Đi xa chưa? Đi xa chưa? Xa rồi, giờ này đi xa rồi.